Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Tổng Đại diện, kính thưa quý Cha Quản hạt, quý Cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, đặc biệt gia đình tang quyến của Cha Cố Giuse thân mến. Hôm nay, chúng ta dâng lễ an táng cho Cha Cố Giuse Phạm Hùng Sơn, một linh mục giáo phận Xuân Lộc, đã coi sóc ba giáo xứ Thạch Lâm, Định Quán và Trung Nghĩa. Vì đau bệnh, Ngài đã được Đức Giám Mục cho nghỉ hưu sớm cách đây 9 năm. Hôm nay, Ngài qua đời vào tuổi 68, thụ phong linh mục 34 năm. Đó là giới thiệu vắn tắt của MC dẫn lễ về một đời linh mục dưới cái nhìn thời gian thi hành sứ vụ. Nhưng phải nói về vị linh mục nằm xuống hôm nay với những lời đẹp như thế này: này một đời của người tôi tớ, một đời trung kiên theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, một đây một đời thuộc trọn về Chúa, một đời dâng lên hy lễ tình yêu. Mà lời giới thiệu của bài đọc một trích sách Khôn Ngoan mới thực sự nói đủ và nói đúng về Ngài. Đối với mắt người không hiểu biết thì Ngài đã chết và việc Ngài từ biệt chúng ta là bất hạnh. Nhưng thực ra Ngài đang hưởng bình an vì Chúa đã thử thách Ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận Ngài như của lễ toàn thiêu. Hồi Chúa Giêsu chết treo trên thập giá trên đỉnh đồi Gôn-gô-ta, quan quân đã giới thiệu Chúa với mọi người bằng ma ngôn ngữ trong bản luận tội ghi trên thập giá: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Như tổng kết về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc đời này đã được Gioan Tẩy Giả đóng vai MC giới thiệu đầu tiên với đám đông bên bờ sông Giô-đan. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Và một lần Phêrô đã thay mặt nhóm tông đồ trịnh trọng thưa với Ngài: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Cả đến người bị quỷ ám cũng la hét tuyên xưng: Lạy Con Thiên Chúa, Ngài định làm gì trên chúng tôi? Một kẻ mù lòa thì cực kỳ thiết tha: Lạy Con Vua David, xin chữa con. Còn thượng tế thì quát mắng sỉ nhục: chính nó đã phạm thượng khi tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả những con người trần gian đều được Thánh Thần thúc đẩy để tuyên xưng, để giới thiệu Ngài là Con Thiên Chúa. Điều này trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết với các tín hữu Roma: không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình cả. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết là chết cho Chúa, bởi chúng ta thuộc về Chúa. Đời linh mục thuộc về Chúa. Người ta đã giới thiệu Chúa Giêsu dưới góc độ này, góc độ kia, thì người ta cũng giới thiệu về linh mục cách này cách khác, thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay đau ốm trên đường đời dài 68 năm của Cha Cố Giuse, người ta đã giới thiệu Ngài nhiều lần như thế này. Nó khởi đi từ câu chuyện dài của cuộc tình duyên cha mẹ Ngài và lời hứa dâng con đầu lòng cho Chúa là thao thức hàng chục năm dài của ông bà cố, chính cha chánh xứ Phương Lâm lúc bấy giờ là Cha Cố Giuse Nguyễn Bá Thi, đã nói với tiểu chủ viện Xuân Lộc vắn tắt một câu giới thiệu: đây là con của một gia đình đạo đức thích đi tu. Và thế là Ngài đã đi tu qua lời giới thiệu. Những năm ở chủng viện, bạn bè gọi Cha Giuse bằng một tên gọi thân thương Sơn Chuông, bởi Ngài hiền lành và chân chất nên được bề trên tín nhiệm giao việc giữ chuông, giữ giờ trong chủng viện nhiều năm. Đang học đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thì năm 1975 tình hình đất nước thay đổi, như những anh em đồng trang lứa người chủng sinh thời loạn ly phải tiếp tục học chui ở chủng viện, ở các nhà dòng khác nhau, khi thì ở Sài Gòn, lúc ở Đà Lạt,
lúc về Nha Trang và cuối cùng phải về ở giúp sứ Trang Nghĩa Phụ Doa Kim Nguyễn Văn Thái tại Phú Lâm 10 năm. Ở đây được người ta gọi là Thầy Sơn Phú Lâm. Tên gọi vắn tắt giới thiệu ngài đang ở một địa danh có ao cá, có vườn cà phê. Nơi đó đã thành phận số của người chúng sinh trong giai đoạn vinh quang dựa trên cơ bắp và hoa trái ruộng vườn, chứ không ưu tiên cho khoa bảng, có thần học, có thánh kinh, có kiến thức. Vừa giúp sứ vừa làm vườn. Tuy nhiên gương mẫu hiền lành của ngài tại đây như Elia ngày xưa chân chất với sự nghiệp Chúa trao, ngài đã có 4, ngài đã có 6. Eliseo nghĩa tử là người gốc Phú Lâm nhận áo choàng ơn gọi tiếp nối bước chân, mà nay ngài đã có 6 người con làm linh mục, 1 phó tế, 4 là trùng, 4 là linh mục cháu, còn các chúng sinh tu sĩ nam nữ nữa. Trong xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, ngài được gọi làm linh mục vào năm 1990, lúc 34 tuổi là tương đối sớm, sớm nhất trong các anh em chủng sinh ở vùng Phương Lâm này, và được gọi là linh mục vùng kinh tế mới bởi ngay sau khi thủ phong đã được sai về làm chánh xứ Thạch Lâm, miền đất gần sông Đồng Nai có chiến khu đê một thời lừng lẫy. Thao thức truyền giáo không cho bước chân tông đồ dừng nghỉ ở đây, vì linh mục trẻ đã mua đất mở các giáo điểm để hôm nay có các giáo xứ mới là Tà Lài, Văn Lâm, Tịnh Lâm. Người ta gọi ngài là ông cha đất bởi ngài cứ đi tìm đất mở giáo điểm. Ngài biết không có tiền làm nhà thờ, chưa có dân ở hôm nay thì ngày mai đây sẽ có người đi sau tiếp tục sự nghiệp tông đồ này. Đất khai phá, đất hiến tặng, ngài từng chia sẻ thao thức cố gắng làm sao để cứ bán kính 3 cây số cần có 1 giáo điểm. Cho đến năm 2003 luật đất đai ra đời. Năm 2013 luật đất đai được sửa đổi. Lúc bấy giờ người ta mới nhìn thấy cha Giuse Phạm Hùng Sơn đã có tầm nhìn truyền giáo hướng về tương lai từ trước đây. Cha đi theo thánh thần dắt bước chân tông đồ bắt đầu là như vậy. Về định quán năm 1998, cha cũng không an tâm phục vụ chỉ nơi nhà thờ phố huyện, mà thao thức tông đồ thúc cha tiếp tục khai mở đến các giáo họ Xuân Hoa, Gia Canh, Đăng Cả. Ở Đăng Cả, ngài đã xây dựng nhà thờ dân tộc được xếp hạng vào top 6 của các nhà thờ đẹp nhất Đồng Nai. 3 năm sau, vào dịp ngày 2 tháng 9 năm 2001, sáng sớm hôm đó lúc 4 giờ, ngài từ nhà ông bà cố ở Phương Lâm đi về định quán cho kịp dâng lễ sáng thì bị tai nạn giao thông. Như một người vô danh, không tiền bạc, không thân nhân, người ta vẫn từ tâm chuyển ngài từ Tân Phú đến định quán rồi về Đồng Nai. Như một định mệnh đầy thiên ý tình cờ, cha Sở Biên Hòa đi sức dầu bệnh viện đã nhận ra ngài. Cả một ngày, người tím ngắt không còn sinh khí, thế mà ngài vẫn sống để tiếp tục làm việc cho đến năm 2011, được đổi về làm chánh xứ Trung Nghĩa. Đời ngài được nhiều tấm lòng của những người Samaritano nhân hậu muôn phương giúp đỡ. Trong số đó, phải kể đến gia đình ngài mà cô em kế tên là Hương ở ngay chợ Phương Lâm thay những em trai khác ở xa, Thọ ở Toronto, Canada, Thơ ở Gò Vấp, Thư ở Tân Bình và em út là Tân ở Dallas, Hoa Kỳ. Họ đã tận tâm giúp đỡ ngài. Và cả những người giáo dân tốt ở Thạch Lâm, Định Quán, Trung Nghĩa và những nơi ngài đã phục vụ, thương mến ngài,
Các linh mục, tu sĩ, nam nữ, nghĩa tử, nghĩa nữ của Ngài đã gắn bó yêu thương. Và ngay chính ngày Ngài qua đời, cha chính xứ Phương Lâm và một số anh em ở Phương Lâm đã đến gặp Ngài. Sau dịp kỷ niệm ngân khánh linh mục tại giáo xứ Trung Nghĩa Hồ Nai năm 2015, Ngài được Đức Giám mục Giáo Phận cho nghỉ hưu. Đời Ngài lúc đó như một đóa hoa vô thường, bởi vì Trịnh Công Sơn viết trong bài ca mang tên Đóa Hoa Vô Thường: từ đó ta nằm đau, từ đó ta nằm đêm, nở đóa hoa vô thường. Vô thường là bởi vì cha cứ chầm chầm bước chân đi lại loanh quanh mà chẳng đến được đâu. Có khi cứ thức ngủ chập chờn, vui buồn với những giọt nước mắt đầy vơi, và nụ cười thì lúc tươi lúc héo, nơi ở thì nhà hưu, thì gia đình, bệnh viện, mà chẳng biết đâu là nhà nữa. Vâng, từ đó ta nằm đau. Đau về thể xác, hạn chế sinh hoạt đã đành, nhưng còn đau khổ vì muốn làm việc nhiều mà tay chân không với tới. Giống như Francisco Xavier, cho đến chết ở ngay trên đảo Thượng Xuyên, Ngài đã hướng về lục địa Trung Hoa và cầu xin với Chúa, lạy Chúa còn nữa. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu hàng ngày đã được cha Giuse sống trong thân phận người đã vỡ hộp sọ, đã yếu tay chân, đã tràn khí đầy phổi. Thân phận của linh mục không còn có con chiên và không nói được một lời nào với giáo dân điều mình thao thức, cứ tiếp diễn hàng ngày. Những ngày tháng gần đây đối với cha có thể nói chỉ còn đêm ta nằm bóng tối che ngang, đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm. Nhưng thực sự đời sống này đã được Chúa đánh giá. Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, nó thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Nay thì tiếng gọi trăm năm, tiếng gọi của Chúa đã đến với Ngài. Chúa đã ngắt đóa hoa vô thường kia khỏi cuộc đời này lúc 13 giờ ngày 28 tháng 2. Khi mà Ngài nửa tỉnh nửa mê, nhưng hương thơm của Ngài vẫn còn đâu đây phảng phất quanh chúng ta. Mặc dầu đối với nhiều người từ hàng chục năm nay ít còn nghe nói đến cha, ít còn gặp cha, nhưng cái chết của cha đã đánh thức dậy trong lòng nhiều người chúng ta những kỷ niệm khó quên về cha. Hai ngày nay tại nhà nguyện nhà hưu giáo phận ở Gia Viên hay tại nhà thờ Phương Lâm này, người ta đã đến cầu nguyện cho cha và đến để biểu lộ lòng thương mến cha. Người người đến dài như mãi mãi. Với những kỷ niệm ấy và với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta được an ủi khi nghĩ rằng cặp mắt của cha lâu nay nhắm lại để chiêm ngưỡng Chúa trong niềm tin yêu hy vọng, thì nay được diện đối diện, thỏa lòng mong ước chờ mong. Đôi chân cha trước đây không còn cất bước đi được thì nay đã dừng tại cửa đền Jerusalem trên trời, và miệng lưỡi nó lâu nay không nói rõ ràng được thì nay có thể cất tiếng tạ ơn Đấng là Thầy, là Chúa của cha, đồng thời cũng để truyền cầu cho tất cả chúng ta, những người đang nối gót cha. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phụng vụ thân mến. Đầu tháng 2 năm 2024 vừa qua, ở trên trang mạng đã rò rỉ bức ảnh chụp bài đăng của một người làm công tác tại Hiệp hội Dược sĩ Việt Nam. Nơi đấy có viết những dòng chữ này: lũ hưu trí chẳng làm gì, chẳng làm được cái trò chống gì cho xã hội, vậy thì chữa bệnh cho chúng làm gì? Toàn là lũ bỏ đi,
cứ để cho chúng chết, tiếc thương làm gì? Chúng ta không cần nghĩ thêm người không có trái tim con người này là ai và làm sao lại có cái bộ mặt này trong khung hành chính y tế của đất nước. Chỉ nói thì thêm đau xót thôi. Nhưng ngược lại, chúng ta nghĩ đến Chúa của chúng ta để lấy làm an ủi và cậy trông. Đã 32 năm làm linh mục và nhất là 24 năm qua kể từ khi bị tai nạn cho đến khi nằm xuống, cha Giuse được cả hội thánh Chúa đùm bọc yêu thương, chứ không nói lời phũ phàng cay đắng như người đời mà người ta đã viết ở trên. Thiên Chúa của chúng ta không vắt chanh bỏ vỏ, giáo hội không quên công sức tông đồ, dân Chúa không ngừng yêu thương. Chúa vẫn trung thành mãi như Thánh Vịnh 88 viết, tình thương Chúa đời đời con ca tụng qua muôn thế hệ, con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, chúng ta tiếp tục nói, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu và lòng thành tín Chúa được thiết lập đến muôn thuở. Vâng, Thiên Chúa không quên cha Giuse và chúng ta không thể nào quên được cha, bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Kitô, tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Vì Chúa Giêsu đã quả quyết, ta muốn rằng ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó, và ta đi đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ đến đó với ta. Như vậy, cha Giuse sống mãi trong Chúa Giêsu mục tử và sự nghiệp tông đồ của giáo phận này luôn còn hình bóng và công sức của cha, giống như nhà văn thế kỷ 19 của nước Nga là Tuchelev đã viết câu thơ ý nghĩa này: ngày mai đây, trên lá cờ vinh quang ấy có thấm đẫm máu đào của tất cả chúng ta. Ngày mai đây, khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của hàng ngũ những thuộc người thuộc về Ngài, chúng ta nhận ra có Ngài đi trước chúng ta. Như vậy không thể nào mà chúng ta không thương Ngài, không thể nào chúng ta không tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Chúng ta đã chịu ơn Ngài, người linh mục làm việc cho giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta tin rằng giờ đây lời sách Khải Huyền đã trở thành hiện thực. Cha đã thấy thành thánh Jerusalem trên trời. Thiên Chúa đã vĩnh viễn là Thiên Chúa của cha, người đã lau sạch nước mắt của cha, và sự chết không còn nữa. Vì thế, xin kính chúc người anh em Giuse Nguyễn Hùng Sơn mãi là ngôi sao sáng trong danh sách các linh mục Xuân Lộc, kéo dài đến bất tận nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.